Xin chào các bạn. Tết vừa rồi thì mình có về quê ăn Tết khoảng chục ngày. Và sau khi lên thì nhìn bể cá mình đã không thể nhận ra cái bể cá của mình nữa. Như các bạn đang thấy đây thì cảnh tượng thật là khủng khiếp. Để nguyên nhân để xảy ra cái sự cố này thì đó là để đảm bảo cho phòng trọ thì Tết khi tất cả các phòng về thì giáo chủ đã đóng áp, và dẫn đến một việc đó là phòng của mình không còn điện nữa và không thể bật hệ thống chiếu sáng cũng như lọc và các phụ kiện, dẫn đến làm cho như bạn thấy thì cây cối chết đa số rồi, mình không biết có thể phục hồi được không nữa. Nước thì do là cây giữa thì có một cái mùi rất là kinh khủng, nó giống như kiểu cái mùi mà lau cỏ, nó kiểu ngâm nước lâu ngày ấy. Và rất là khá là khó chịu. Về thiệt hại thì cá thì mình rất là ngạc nhiên, vì là hầu như ngoài tì bà thì các bạn thấy là chết hoàn toàn luôn. Trong bể mình ngày trước mình mua 6 con rồi giờ đã chết sạch rồi. Nhưng ngoài tì bà ra thì mình nhận thấy là không có những con cá nào chết cả. Ô tô, cả tép, với cả đàn neon mình mọi khi thì mình thấy neon là yếu nhất, mà qua đợt này mình thấy là nó sống khá khỏe, không chết con neon nào nhé. Tôi còn nguyên quân số tép như thế, mình cứ nghĩ là tép là ngoài sẽ chết nhất, nhưng mà vẫn còn khá nhiều trong bể. Có một lý do nữa khiến mình chủ quan, đó là cũng Tết năm ngoái thì mình cũng có để cái bể cá của mình ở cạnh cửa sổ, và mình đã tắt toàn bộ hệ thống điện và mình đi về quê ăn Tết. Nhưng mà có một điều rất hay, đó là khi lên thì bể cá cũng không bị sao cả, và cây cối thì vẫn còn nguyên, không chết cũng như không thối nữa như năm nay. Năm nay thì mình phòng mình lại không có cửa sổ, thành ra là để cái việc mà để bể cá cái cửa sổ là khá là khó khăn nên không có. Còn phòng mình chỉ có một cái giếng trời thôi, mặc dù có nhưng mà cái ánh sáng xuống khá là thấp. Mình sẽ cho các bạn xem một cái bể nữa của mình, bể nhỏ để nuôi tép. Bể này thì mình cũng đã bể với bể nó nhỏ nên là mình có thể di chuyển nó đến cạnh cái giếng trời, mặc dù có một chút ánh sáng. Nhưng mà các bạn thấy ở đây thì cái bể tép của mình, tép vẫn còn sống khá khỏe, thậm chí là quân số còn nhiều hơn, và chỉ có một hai con to thôi chết do bệnh hay gì thôi. Còn mình thấy thì cây rêu cộng mấy cọng da bao trước Tết mình vứt vào thì bây giờ nó đã phát triển khá là mạnh rồi, chân trâu đã bắt đầu bò rồi. Đây là cái bể mà mình đã đặt được ở cái giếng trời đó, nên là nó đã thoát khỏi cái biến cố này. Còn bây giờ thì để xử lý tình trạng bể hiện tại thì mình sẽ thay nước và tăng đèn CO2 xem các cây trong bể có khôi phục lại được không. Hãy cùng chờ đợi nhé. Đây là kết quả sau một tuần các bạn. Vậy không khả quan lắm. Cả bể thì chỉ còn một bụi chân trâu nhỏ này còn sống thôi. Tất cả đều đã tối rữa hết. Mình đã phải chờ một tuần để cho cây mục hoàn toàn. Và như bạn thấy đây thì bể mình đã bị trơ đất nền ra rồi.
không còn một cây nào nữa. Những cái hạt phân nền thì mình nhận thấy là nó vẫn còn khá nguyên vẹn, không bị vỡ vụn nhiều. Chính vì thế mình sẽ tận dụng để trồng những cái thảm trân châu mới. Nhưng có thể mình sẽ đổi sang loại trân châu Nhật để trồng thì thử xem thế nào nhé. Trước đó mình có cắt tỉa những đoạn rêu bị úa, mình nghĩ là chết, nhưng mà bây giờ rêu cũng đã hồi phục lại được phần nào rồi và càng ngày càng xanh tốt hơn rồi. Tình hình cũng khá là khả quan. Qua video này thì chúng ta có thể thấy là cá tép trong bể thủy sinh có sức sống rất là mãnh liệt. Chúng có thể sống một thời gian dài mà không cần cho ăn bằng cách tìm các thức ăn ở trong bể thủy sinh của các bạn. Tuy nhiên mình không khuyến khích các bạn bỏ đói cá tép nó như thế. Trong trường hợp của mình thì đó là trường hợp bất khả kháng. Nếu các bạn cũng rơi vào trường hợp như mình thì cách tốt nhất hãy di rời cái bể của các bạn ra những cái chỗ mà có nguồn sáng tự nhiên. Như vậy sẽ giảm thiểu tối thiểu những cái hậu quả mà việc không có ánh sáng duy trì cho bể thủy sinh mang lại. Video của mình đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay hãy cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được xem những cái video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.